xích lô Sài Gòn để gì. Chưa ngày 28 tháng 3 rồi phía trước đây là ngã tư Hùng Vương với lại Virus Ký, bây giờ là Lê Hồng Phong á, bên phải là ra Lý Thái Tổ á, ra ngã bảy á. Rồi phải đây là đường Trần Nhân Tôn. Tôi sẽ vào chung cư Ngô Gia Tự quay cái lô S cho anh Quân. Mới vừa liên lạc trưa nay qua điện thoại nè. Đây chung cư Ngô Gia Tự đây. Cái bồn nước anh xem nha. Đây là đường Sư Vạn Hạnh nè, không phải là lô H. Bên tay trái là người ta giải tỏa xây mới cái gì. Rồi thấy lô F rồi nè anh Quân ơi, sẽ chạy vòng nè, đi góc đường Hòa Hảo nè. Lô F không biết là anh ở số nhà mấy. Đây, 023 lô F nè. Có cây dừa ở đây. Đó, giáp dòng lô F ra lại Sư Vạn Hạnh nè. Dòng vô quay cái bồn nước cho anh xem nha. Đó, cái bồn nước không? Ngay ngã ba nè. Dòng lại cho xe quét lần nữa nè.
con cơm không? Con. Rồi vô ăn cơm tấm lô ép nè. Con cơm gì? Sườn bị chả ha. Lên luôn ha. Rồi. Rồi mời anh Quân dĩa cơm tấm lô ép. Bé giòn, nhìn ra nè. Sườn bì chả, thịt kho lăng, thịt kho trứng. Sườn bì chả đi. Chả không? Đây, bên đây là bãi xe quán cà phê, nhìn cái chung cư mới nè. Đó, không biết ngày xưa anh có biết quán này không? Bé giòn. Rồi. Đây, mời anh Quân nha. Ăn cơm tấm ở khu phố của mình mới vui chứ. Đó, chủ quán đang làm nè. Của mình là số mấy em? Lô ép số mấy vậy? Dạ. Mình đây số mấy? 013 lô ép. 013. Tại anh có anh Quân Việt Kiều bên Mỹ á. Anh mấy năm mà không có về. Rồi sẵn anh đi vòng anh quay cái khu này cho anh nhớ. Rồi tới giờ cơm mà ăn cơm luôn. 21 năm mà anh Quân ha. Đó lô ép. Đó, anh nhìn mấy cái hình dĩa cơm tấm, tủ lạnh, bàn thờ ông địa mừng tài, rất là Việt Nam ha. Bởi vì xem dĩa cơm tấm bi sườn chả. Thường ăn cơm tấm có chén súp, hôm nay là súp canh bí đao. Wow, bốc khói luôn nha. Đó, sườn bì chả hấp dẫn. Cho anh chai bể ướp đi. Ok, đó, mời quý vị. Nước mắm nữa ha. Đó. Rồi, xin mời quý vị, mời anh Quân nha. Đậm bạc thôi. Rất Sài Gòn. Mình rưới nước mắm lên. Đó, quý vị cái thèm thì đợi về Sài Gòn, Hải Cao Minh dẫn quý vị đi một vòng. Vì thích món nào à? Thì ghé vô là ăn liền. Tươi ngon luôn cái gì. À, trời nắng uống chai bảy úp lắc xê nước đá. Đó nước đá viên là gì nè quý vị. À, nước tinh khiết á, còn nước đá cay nhiều lúc làm nước không có được đảm bảo nên mình uống dễ bị chột bụng. Chai nước mắm là không biết nãy giờ nhiều chưa, sợ nó mặn á. Ok. Đó, miếng sườn chả cái bì cái gì thường nó bỏ thêm cà chua. Ở đây có cái giống như bồn bò mới ngâm dưa á. Nắng rồi đấy, có một tí mỡ hành trên nữa, ăn cái tép mỡ cái gì. Rồi, mời quý vị nha. Thank you, see you. Anh Quân nha, mời anh một dĩa nha.
Đô F Sài Gòn ngày 28 tháng 3 buổi trưa. Thank you, see you quý vị.